Ê. Trời ơi. Trời ơi, xíu nó ghim cho người con nhỏ. Nó vô tội. Con chó vô tội. Trời ơi, ai đồ của mọi người bữa nay chọi chó nha mọi người. Không có nha. Vàng ác quá. Rồi xong cái clip này tôi sẽ tố cáo nè. Đưa lên chính quyền. Trời ơi, bà lấy con dao bà chờ bà phi vô con chó luôn, mém ghim vô ngay cái bụng. Đi có mận nữa kìa, ngon vậy. Rồi con chó đi hết nổi luôn mọi người ơi. Sao đừng nói chất nghe. Kìa mọi người. Chỗ. Ê ơi. Nó chạy được mọi người, không sao đâu. Bảo hàng trúng con chó luôn á. Con chó nó la ăn quá trời lớn đó. Ai vô kìa. Kêu nè. Solo nè. Thôi bà nội ơi, để tôi quấn lộn với cái bà nội này chứ. Chồng ơi, để cho tao muốn gì solo không? Hả? Ờ, tôi thấy rồi. Ờ, cái này tôi ở trong nhà không, da tôi nó xanh luôn, nó không có trắng, nó xanh. Giờ này ra ngoài không biết. 2-1, nhành cây, nhành cây. Ông Năm, ông đem như cho mình. Cho bà trái nè. Kem. Ông Năm đem cho mình, nó đem cho ông Năm. Đâu có ông Năm cũng đi giống mình đi đi ấy đó, ông có đem gì đó chứ ổng có đâu ạ. Đi đứng đấy. Tự nhiên ốc nổi. Đứng đá. Mọi người biết vụ gì không? Để tôi cho mọi người coi. Mẹ ơi. Gớm à? Đâu sống thấy nè. À đó, mọi người thấy không? Mà sao phải đi về luôn rồi? Nhỉnh cưng ghê không? Lúc nhúc, lúc nhúc. Ăn rồi sao? Ăn mà cô ơi. Bà gặp dầu cái bà mừng lắm. Nếu bà chết chứ không phủ khỏi ăn dầu rồi. Em ơi, lên đây tìm lá khác đi nha. Xin lỗi em đã cắt cái lá này của em. Kim bây giờ còn chỗ đó trống với ta. Mình chi không biết. Mệt. À. Từ từ. Mọi người ơi, từ từ nha, chứ tôi không có ngày nào tôi cũng dọn từ từ thôi. Mưa rồi, đi vô nè. Cái chút được rồi, đầu còn được miếng nha mọi người. Mời tiếp tục. Đừng dặm mấy cây cà, tao chết ớt hết trơn. Né rồi. Sao này nước nó không có lớn đâu ta. Mà mưa. Nghĩa là cạnh queo rồi ha. Mưa, đỉnh chết nha. Cái này mời con. Để con dao xuống như đó thì điền dòng cảm ớn quá. Giặt không? Rồi không có lại đẳng được. Để qua đây chặt con hóa này có đường đi dọn cho ta đi. Em bị sâu bắn rồi, cái này nó ngứa quá. Bị mấy con nhỏ nhỏ này nó chích vô đây rồi nè. Ở cái kéo đó cắt tới ngày mai chưa được cái đường nữa. Để ngày mai đi ta đem cái lưỡi hái xuống. Cắt cỏ bằng kéo nè, tới Tết năm sau mới xong. Năm nay là năm con dồi, năm tới là bạc phận bạc an nghe ông nội đông đã ông chết luôn. Ừ, chặt đi.
Ê. Ê. Trúng chữ nghe. Tao la không chết mẹ. Thật là. Thật là quái lồn đó, tao hết đầu hết. Măng nước dùng que gì đâu trời. Rồi đó. Trồng được mớ rau. Đụng mẹ, cái này là những gì mà mày chè tay. Ai biết. Ai hái nhành cây trứng cá mà lông lá từ lưa kề lên được kìa trong đó. Mu mình lên đó ha. Mu của ông Năm. Vẫn còn bằng mình nhóc. Nó lên nhóc chân. Đi tiếp mình phải khoanh lại chứ để gì mình đi không biết đi đạp hết trơn. Chắc không ai vô đâu. Cái chỗ này là không vô được nè. Chỉ có vô cái đường trong kia mới vô được thôi. Còn ở đây là không vô được nè. Ở đây đâu ai vô đây làm gì. Nó đi vòng vòng ngoài đó hả. Nó đi đường có đường, có cái đường hẻm thôi. Ở đây nè, chỗ này trồng cũng được nè. Ở đây trồng ngon nè. Ông ấy đó. Nữa nói ẩu. Ông Nam còn không có làm gì không. Không làm thì mình đem đây mình trồng ở đây. Mọi người biết sao không. Bây giờ trồng đi rồi cái năm sau ăn là vừa. Lấn chiếm lòng lề đường hả mày. Kim nó lấn chiếm lòng lề đường quá. Chết xe xe. Thật là ký đầu ký thì chó nó đang ngủ kìa. Ủa nó chạy trước mặt mình cho mà nãy nó có lẽ cho bà kia nó luôn chặt như mà trời ơi đừng có rồi rồi ba ba để dép ngoài này luôn đi cho ba. Ba ơi. Ba. 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 Bắt cái đèn ra đây cho Phí phái à. Ơ. Vô bắt cái đèn ra phái Phí à. Ơ đang mình lụm. Sao mẹ nói là ngon không muốn ngon ha. Ừ, ngày mai ăn ngon ha. Thì nó bóp một miếng nữa đi. Ê mà. Ê mà bóp lòng. Anh đợi ơi. Ơi. Đấy. Đấy nữa hả? Cái dạ. Ớt không đấy à. Đi. Đấy đây nha. Không có đấy à. Đây là đồ của Mạnh Thường Quân cho vào dịch dịch bệnh. Một trái mướp, một trái bắp, hai trái ba trái gì đó. Bên này nè, bên này còn trái. Hai trái bắp, ba trái bắp, một bột khoai lang. Em thử thôi nha, em không có ý gì đâu á. 2 kg khoai lang, 2 kg khoai lang, một bịch củ cải muối và một bịch 4.5 trái tắc, 2 cái sá bấu, củ cải trắng, đúng không? 2-3 cọng bạc hà, ừ có em bé, diễm, 2 trái chanh, mở nghe, dưa leo với cà bắp. 2, 4, 7 trái mận. Mận này có muối chậm nè, vô bài vậy. Vô mắm nè. Hồi nãy thấy kia có mận đỏ nè. Ừ. 4 trái dưa leo. Và một số cà bắp đáng kể. Dạ, một số bắp, đậu bắp đáng để em không biết biết, biết thử là được nhiêu quả. Mười mấy, 2-3 trái vậy. 3, 5, 6, 7. Chứ đâu được như nhà bà ba đâu, được tới 1 tấn đồ ăn lận. Ba phải nằm nha mọi người thấy không? Đó. 14 cái bắp. 14 em.
bốn em, hai em. Ủa cho bà Hà này chúng ta mình làm gì ăn? Bà Hà mình cũng không hiểu ha, bà Hà ví dụ như cho nấu canh đồ. Bà Hà được ba cộng, một em bé này là hai vợ chồng với một đứa con. Trời ơi, bây giờ mà được mấy trái mận này ngon lắm nè. Giờ lâu rồi không được ăn. Mùa này giờ thèm trái cây mọi người ơi. Bắp trắng nha, chứ không phải bắp đỏ nha. Thì chỉ bắp nếp quá à. Bắp gì không biết tên. Dưới là màu trắng thôi. Ừ. Hai, à một trái mướp. Bị dập rồi. Mà chữ chết luôn á. Đồ ngại cây của bà ơi.